sự thật thú vị về đất nước Ukraine. Nếu bạn là người ưa thích du lịch và văn hóa các nước khắp trên thế giới thì chắc chắn là không nên bỏ qua Ukraine, một đất nước rất thú vị nhưng rất tiếc là ít người biết về nó. Và những hình ảnh các bạn đang theo dõi trên màn hình chính là đất nước Ukraine xinh đẹp. Đây từng là một phần của Liên bang Xô Viết cho đến khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Kể từ đó, Ukraine là một quốc gia độc lập với diện tích siêu ấn tượng lên tới 603.628 km², lớn gấp đôi Việt Nam và gấp 20 lần Bỉ. Không quá bất ngờ khi Ukraine là bang lớn nhất ở châu Âu. Không chỉ có vậy, cái tên Ukraine còn gắn liền với hàng loạt cái nhất mà các bạn không thể ngờ đến, như đây là một trong những nước có nền giáo dục tốt nhất trên thế giới, với tỷ lệ dân số được đi học đứng thứ tư, trong đó 99,4% người dân từ 15 tuổi trở lên biết đọc và biết viết, 70% người trưởng thành có trình độ học vấn từ trung học trở lên. Rồi thì sa mạc lớn nhất ở châu Âu cũng nằm ở phía nam của Ukraine, hay Oleski Shans nằm ở 30 km về phía đông của đất nước này, cũng chính là bãi cát rộng nhất châu Âu. Ngoài ra thì không nơi nào trên thế giới bạn có thể tìm thấy nhiều hang động thạch cao độc đáo trên một lãnh thổ nhỏ như ở Podila, Ukraine, hay như hang Optimistichna, chính là hang động dài nhất Âu Á và là hang động dài thứ 5 trên thế giới. Đặc biệt, khi đến Ukraine, bạn còn có thể trải nghiệm ga tàu điện ngầm sâu nhất thế giới mang tên Arsenana, thuộc đường tàu điện ngầm Kyiv của Ukraine, nằm dưới lòng đất 105,5m. Cách đó không xa, còn có một đường hầm tình yêu đẹp mê hồn, bất cứ dân sống ảo nào cũng không thể bỏ qua. Chưa kể, theo truyền thuyết địa phương, những người yêu nhau khi đến thăm nơi này cũng sẽ được hạnh phúc bên nhau trọn đời nữa đấy. Ngoài ra, tại đây còn có những luật cấm có thể khiến nhiều tiên tử khó chịu ra mặt. Đó chính là luật cấm uống rượu, các đồ uống có cồn và chất kích thích ở nơi công cộng như là bến tàu, công viên, khu giải trí, và chính phủ Ukraine cho rằng là sẽ giảm thiểu được tai nạn không đáng kể có thể xảy ra. Dù là vậy thì đây vẫn là quốc gia đứng thứ 6 về lượng tiêu thụ rượu với 13,9 lít trên đầu người mỗi năm. Và hơn nữa, có một điều đặc biệt và nhận được rất nhiều sự quan tâm của các chàng trai trên thế giới, đó là phụ nữ nước Ukraine cực kỳ là xinh đẹp.